thì nghe nói nó ăn được ngon vậy thôi chứ mình cũng chưa có ăn cho nên chưa biết. Trời mưa nè, rồi muỗi cắn rồi tùm lum hết trơn á. Đất Mũi Vlog xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng khám phá một hành trình rất là đặc biệt, săn một loại vật rất là đặc biệt, đó là con sâm đất. Thật ra là lúc đầu khi mà được mời đến đây tìm hiểu con sâm đất thì mình cũng không có hình dung được con sâm đất là như thế nào. Và bây giờ để tiện cho việc hình dung dễ tưởng tượng hơn, để bắt đầu câu chuyện thì mình xin gửi đến mọi người một bức ảnh, mọi người cùng xem nha. Con sâm đất có tên khác là con đồn đột hoặc là con chặt khoai, con sâu đất vân vân. Thì cái loài này nó có nhiều ở những cái bãi đất cát mà pha bùn với cát á. Và cái nghề đào sâm đất là một cái nghề kiếm thu nhập chính ở nhiều người ở vùng ven rừng ngập mặn Cà Mau. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng phải đi xuồng đến một khu vực bãi bồi để săn con sâm đất này. Dụng cụ các bạn ở đây đem theo là một cái tạm nôm na là một cái xà beng để đào. Đây là cách người ta làm, người ta bắt con sâm đất dùng xà beng đào nhanh ra, sau đó dùng tay kéo ra bắt, mà phải nhanh tay mới được. Đó, bạn có thấy những cái lỗ trên mặt đó là lúc mà con sâm đất nó bò vô. Anh Thuận ở xã Tân An, huyện Thuyễn thì cho biết đào sâm đất là nghề chính của anh. Trong xóm thì cũng có khoảng vài chục người làm công việc này. Thông thường thì sâm đất có quanh năm, ở những cái tháng mà nước lên thì có nhiều hơn. Người ta có cái câu mà ở Cà Mau mà mũi kêu như sáo thổi là có thiệt đấy các bạn. Khi mà vào rừng đây thì mình mới cảm nhận được hết, mũi và cái con mù mắt nó rất là nhiều. Làm cái nghề mà bắt con sâm đất này thì mình cảm nhận, mình thấy nó cũng khá là cực. Tại vì trong rừng á, cây nhiều, dẫn đến việc muỗi nhiều vô cùng. Và thường các anh chị phải đốt một thanh nhang muỗi, cắm lên, dùng cái dụng cụ tự chế cắm lên cái nón. Một cái con sâm đất như thế này thì nó khá là nhẹ, vì vậy nên là để bắt được 10-15 kg thì cũng là cả một hành trình, cả một ngày luôn, có khi là 2-3 giờ mới về. Thường thì sau khi bắt xong, cái thương lái họ đến họ mua luôn trực tiếp luôn, chứ không phải là phải mang về nhà, và giá thành thì rất là ổn định, trung bình khoảng 30.000 đồng 1 kg, có người đạt được 15 kg một ngày. Rồi lái nó chạy lại, nó chạy vỏ lại, nó gom hàng ngày vậy, tới cỡ chừng 3 giờ nó chạy đi lại nó gom, mình đào về cái nó gom. Thì nghe nói nó ăn được ngon vậy thôi chứ mình cũng chưa có ăn cho nên chưa biết. Rồi cơm nước rồi mới lên rừng đi đào. Rồi đào thì phải đào xuống sâu như hồi nãy vậy đó. Rồi nó rút lên từ từ, bắt từ con. Giá được qua 10.000 một ngày thì người trung bình có 2 giờ, 3 giờ về tới nhà cũng có chục ngoài tí, cỡ 15 kg trở lại. Khi mà được hỏi cái nghề săn sâm đất này có vất vả hay không thì chúng tôi nhận được một câu trả lời rất là bản lẽ như thế này. Cực á, là trời mưa nè, rồi muỗi cắn rồi tùm lum hết trơn á. Còn hiểm thì nó không có. Để chế biến loại thực phẩm này thì cũng là điều tôi rất là thắc mắc khi cùng với các anh chị ở đây đi săn sâm đất. Khi bắt về thì rửa qua nhiều lần với nước cho sạch, cho bong tróc với lớp nâu đất bên ngoài ra, thì người ta cắt ra thành từng khúc cho chảy cái gạch ở bên trong ra. Rồi còn người ta gạn lấy cái nước gạch đó để nấu ăn, nấu các món ăn bổ dưỡng. còn cái con sâm đất thì người ta lộn ngược lại để rửa bên trong đó. Sau khi làm xong thì người ta chế biến rất là nhiều món ăn ngon, thơm, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, đặc biệt là các anh nam giới. Cuối cùng thì chúng tôi đã cùng quý vị tham khảo hành trình săn sâm đất từ đầu cho đến khi thành phẩm chế biến. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những series tiếp theo.